Rồi bữa nay là mình học qua cái phần là nhánh Phần nhánh quen đó. Là cái này là đầu tiên là xem danh sách nhánh là with quen Tức là nếu như mà khi mình bấm gõ cái loại này with quen á Phải đặt lại alias nha Thì ở đây đó là do anh đặt lại alias là br Mà thôi để chút anh gõ chữ quen luôn đi đó. Là nó sẽ show ra tất cả các nhánh hiện tại ở có trong cái sụt của mình thì nếu như mà cái nhánh nào mà nó có dấu sao á Là hiện tại mình đang đứng ngay cái nhánh đó anh gọi là uh, With when Đây thì hiện tại cái nhánh của mình á Cái cái uh, sụt của mình nó chỉ có một cái nhánh master thôi Nhưng mà uh, Nó bắt cập chỗ này nha Nếu như Mình xóa cái sụt này tức là uh, Mình uh, tạo ra cái sụt Mình up lên server nhưng mà mình, mình tạo cái sụt rồi mình tạo nhiều nhánh luôn mình tạo nhiều nhánh luôn và mình up lên trên server luôn á thì mình xóa cái sụt trong uh, máy của mình thì lúc này sụt của mình nó nằm trên server rồi mà nằm trên máy chủ rồi thành ra là nó lưu trữ trên đó rồi thì mình xóa sụt trong cái máy của mình cũng chẳng ảnh hưởng gì nó 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 không sao qua ừ. ngày hôm sau hay là những cái lần sau mình làm á mình tải tức là git clone á mình download cái, cái ở trên máy chủ về cái sụt của mình về thì khi download về á là mình biết quen nó cũng chỉ hiện một nhánh mà mình đang đứng thôi à nó ngộ vậy đó ừ. à, cho nên cái trường hợp này mình phải lên chết lên server hoặc là sử dụng câu lệnh liên quan tới remote liên quan tới remote tức là nhánh nhưng mà liên quan tới tới cái, trên server chỉ cần có cái cụm từ remote vào á là nó sẽ hao tác và tương tác ở trên server ừ. à, cho nên là nó hơi bị ở đây là mình chỉ kiểm tra ở local nói năm na biết quen này á là kiểm tra local. Cái trường hợp mà mình up lên rồi xong cái mình xóa, xong rồi mình download về lại thì mình bỏ git clone qua nó chỉ hiển thị cái nhánh mà mình đang đứng thôi. Và lưu ý cái nhánh mình đang đứng nó sẽ hiển thị màu xanh. git remote show Rồi, git remote show origin. Rồi, thử anh lên cái đường link này. Anh lên cái đường link này anh xem nha. Thử coi là nó có bao nhiêu nhánh. Rồi đúng là hiện tại chỉ có một nhánh thôi Ở đây bây giờ anh gõ Để tạo ra một nhánh mới Là gõ cái lệnh là with when Và cái tên nhánh Tức là cái tên mà nhánh mà mình muốn tạo Thì giả sử như anh muốn tạo ra là Một cái nhánh có tên là dev with when Tên dev Rồi nó sẽ tạo ra một cái nhánh mới có tên là dev và bây giờ anh git one à, em à, đấy hồi nãy nó chỉ hiển thị master thôi còn bây giờ nó hiển thị đẹp cái master và đồng thời cái chữ master này có cái màu xanh lá cây và đồng thời dấu sao ngay chỗ này thì tức là mình đang đứng mình đang trỏ tới ngay chỗ đây nè mình đang đứng ngay cái nhánh master nè và thử để chuyển đổi nhánh qua lại là git check out git check out giống như mà mình uh, uh, chuyển đổi vô mình quay về uh, commit uh, với cái id mình ghi ra cái loại mà check out commit id của commit á và check out là master á <laughs> ừ, là sử dụng git check out đó thì bây giờ anh sử, sử dụng là git check out mắt đẹp là anh muốn anh đang đứng ở nhánh master anh muốn chuyển qua nhánh đẹp thì anh gõ câu lệnh là git check out tên nhánh thì ở đây là là đẹp rồi bây giờ anh git when đây thì dấu sao lập tức nó sẽ hiển thị ngay cái dòng có tên là đẹp và đồng thời cái chữ đẹp này nó sẽ hiển thị lên một số nó cây đó tức là mình đang đứng ngay cái nhánh đẹp này rồi anh màn hình đó là về à, tạo nhánh xem nhánh xem tất cả các nhánh có ở trong cái sụt của mình rồi là xác định được cái nhánh nào mình đang đứng ngay nhánh nào và cái lệnh là chuyển nhánh đó, chuyển đổi qua lại với nhau rồi cái rồi cái thêm một cái câu lệnh nữa. hồi nãy á, cái câu lệnh là mình tạo nhánh rồi mình sử dụng câu lệnh là chuyển vô cái nhánh đó là hai cái lệnh rồi còn bây giờ mình sử dụng một lệnh thôi là tạo ra một cái nhánh đó luôn và đồng thời là check out vô cái nhánh nó luôn là di chuyển vô cái nhánh nó luôn là câu lệnh là git chết ao trừ b và cái tên mà cái nhánh mình muốn tạo thì giả sử như bây giờ ở đây em muốn tạo thêm một cái nhánh nữa là có tên là facebook git quen facebook nhưng anh muốn chuyển vào cái nhánh nó luôn thành ra không còn sử dụng cái cụm từ là quen nữa cụm từ quen nữa cái này là tên nhánh rồi Vậy thì anh hai hới cụm từ when bằng cái cụm từ là check out và thêm cái hàm số trừ b vào là lập tức nó tạo ra cái nhánh feedback và đồng thời nó di chuyển qua cái nhánh feedback luôn. Đó, em thấy cái chữ màu xanh ở bên đây nè, nó hiển thị là feedback nè. Bây giờ anh get check uh, anh get when đó thì hiện tại mình đang đứng ngay cái nhánh Facebook nè Bây giờ cái này là xem con trỏ hit đang trỏ vào cái nhánh nào Con trỏ hit là tức là mình á cái bây giờ em học cái nhánh này là em phải nhớ tới con chỏ nha thật ra là ừ. nó sử dụng con chỏ để quản lý đó. ok ờ, nó sẽ có con chỏ hit rồi nó con chỏ trỏ... ban đầu thì hiện tại anh chỉ nói một nhánh thôi anh nói một nhánh thôi thì nó có con chỏ hit và con chỏ master ờ. ừ. con chỏ hit em có thể di chuyển lung tung nhưng mà con chỏ master em không có di chuyển lung tung ờ. rồi em tạo thêm một cái nhánh mới thì nó ra một cái con chỏ đẹp rồi em tạo thêm một cái nhánh mới Nó tạo ra thêm một cái con trỏ là feedback ừ. Ờ thì bấy nhiêu nhánh là bấy nhiêu con trỏ Và hiện tại Và luôn luôn sẽ có con trỏ hit Con trỏ hit chính là mình á Là cái đó mình được quyền di chuyển lung tung á đó. đó là con ừ. trỏ hit là mình ha Thì bây giờ Để xem mà con trỏ hit Này nó đang chỏ vào cái chỗ nào Thì Mình gõ cái câu lệnh là git Log Trừ trừ one line Online này hiển thị trên một dòng thôi chờ chờ đi kho đó thì nó sẽ lập tức hiện ra cái viết lóc và đồng thời á, chỉ bảy cái ai bảy cái tự đầu tiên của cái id mà commit của mỗi commit thôi nói chung là cái cái id của commit là nó chỉ hiển thị bảy cái tự đầu tiên thôi không còn hiển thị cái dãy chủ và hàng lòn nữa và cái này anh có cái cụm từ online cho nên nó chỉ hiển thị trên một dòng thôi được chưa cái này chỉ rồi nha vết lóc trừ trừ online và cái trừ trừ co này là để mình theo dõi được cái hit nó đang ở đâu đây anh phóng bự cho dễ nhìn nè đây cái hit nè hit hiện tại nè nó đang trỏ tới là Facebook nè bây giờ thử anh git chết ao thì chết ao bây giờ anh không còn ghi là chết ao nữa anh có đặt alias thì alias anh đã chỉ rồi cho nên cái alias này anh đặt là seo anh viết tắt là trừ seo ha chết ao qua cái nhánh là master rồi anh thử gõ cái lệnh là git log online đó thì lập tức cái hit nó sẽ trỏ tới master. Tại mình đang đứng master nè. Hiểu không? Tức là cái này á, cái màu xanh ở bên đây bên phải này nè là khi cần nữa mình nhìn vô đây là mình biết cái cái con trỏ hit nó đang trỏ vô master, tức là cái cụm từ ở đây nè. Và lưu ý và có một cái lưu ý trước khi mình chuyển đổi nhánh là cái vùng working phải rỗng. Rồi bây giờ thử nha. Bây giờ là git status đây, trong vùng working tree đang có dữ liệu. Bây giờ anh chuyển đổi qua cái nhánh dép là git checkout dép nó không cho nè thấy không? Đó, tức là do local Trend tức là nó nói rằng á là cái file a tt này nè là đang nằm trong working tree tức là có một cái sự thay đổi ở trong cái file này và chưa có tạo commit, chưa có đẩy vô cái vùng uh, style hay là cái vùng local repository. Đó, cho nên lưu ý khi mình chuyển đổi nhánh đó, là cái vùng working tree phải rỗng mới được. Còn nếu như vùng working tree mà không có rỗng là mình nó không cho mình chuyển đổi nhánh. Ở đây uh, qua một cái mới nữa là đổi tên nhánh thì cũng uh, giống như cái remote thôi thì hai gì ở đây cụm từ remote thì bây giờ ở đây là cụm từ quen và ở đây thêm cái âm số vô là trừ m à. out name và new name tức là tên file cũ tên cái nhánh cũ và tên nhánh mới thì giả sử như ở đây em muốn đổi cái nhánh facebook thành hot fit anh git quen là trừ m rồi à là facebook anh sẽ đổi thành là hot fit rồi bây giờ là anh viết when đó cái nhánh facebook nó đã đổi thành cái tên là hotfit rồi thì có đâu câu lệnh đổi nhánh đổi tên nhánh dễ chứ không có khó gì hết